Xin chào mọi người. Chúc mọi người một cuối tuần thật là vui vẻ và may mắn nha. Hiện giờ chúng ta đang đi trên con đường Nguyễn Văn Lượng, bắt đầu từ ngã ba Dự Hiền, cắt ngang Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng. Chúng ta đi trên con đường Nguyễn Văn Lượng này, coi xem là đường Nguyễn Văn Lượng hiện nay bây giờ ra sao nha. Chúng ta nhìn thấy bên tay phải của chúng ta trước đây là nhà máy của quân đội, nhưng hiện nay họ đã quy hoạch, họ tháo dỡ ra hết và họ xây các tòa nhà chung cư cao cấp. Bên tay trái của chúng ta vừa đi qua đó là sân vận động Đạt Đức. Trước đây đó là một sân băng rất là nổi tiếng, quy tụ nhiều người đến tập thể thao. Hiện nay vẫn còn sân băng ở đó, tuy nhiên hoạt động thể thao thì có vẻ là ít người lui tới hơn. Thì hiện nay thì rất nhiều tư nhân người ta đã đầu tư các sân cỏ nhân tạo, các phần tập gym. Đây là siêu thị Lotte Mart nha quý vị nha. Nguyễn Văn Lượng trước đây rất là vắng vẻ. Hiện nay thì so với tất cả các đường khác trong quận Gò Vấp cũng như là trong Sài Gòn thì đường Nguyễn Văn Lượng vẫn là một con đường rộng lớn và mật độ giao thông rất tốt, rất hiếm khi nào xảy ra kẹt xe, bởi vì đường Nguyễn Văn Lượng là đường cắt ngang với hai tuyến đường chính là đường Thống Nhất và đường Nguyễn Văn. Cuối đường Nguyễn Văn Lượng sẽ là công viên văn hóa quận Gò Vấp. Đúng với lượng ngoài cái siêu thị Lotte Mart ra thì là nơi tập trung các quán nhậu rất là nhiều. Buổi tối ở đây thì chủ yếu là các quán nhậu. Ngã tư trước mặt của chúng ta là ngã tư Nguyễn Văn và Nguyễn Văn Lượng. Từ trái thì chúng ta vào đường Lê Hồng Phái để về Lê Đức Thọ, và phải thì là đường Nguyễn Văn đi về hướng cầu An Lộc. Từ trái chúng ta về hướng cầu An Lộc nha, còn phải là đường Nguyễn Văn ra ngã năm Trùng Chó hay còn gọi là ngã sáu Gò Vấp. Xin chào các bạn nha. Giờ các bạn cùng tôi tiếp tục đi khám phá con đường Nguyễn Văn Lượng này xem nó như thế nào nha.